Quý vị thân mến, chương trình dân ca xứ Nghệ kỳ này chúng tôi xin được giới thiệu đôi nét về ca trù xứ Nghệ, đặc biệt cái nôi của ca trù xứ Nghệ không hẳn rằng được xuất phát từ Diễn Châu, nhưng hiện nay thì Diễn Châu là huyện duy nhất tại tỉnh Nghệ An chúng ta có nhiều hoạt động đánh thức, bảo tồn và duy trì được dòng nhạc vốn mang tính chất thính phòng này. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những năm gần đây, người ta bắt đầu nhớ tên và nhắc nhiều đến câu lạc bộ ca trù Diễn Châu. Bởi những lần mang chuông đi đánh ở Liên hoan Tiếng Hát Làn Sen, Liên hoan ca trù toàn quốc và câu lạc bộ ca trù Diễn Châu đã mang về những vẻ vang đáng kể. Nói về công lao xây dựng nên câu lạc bộ ca trù Diễn Châu hôm nay, phải kể đến thầy giáo Nguyễn Nghĩa Nguyên. Ngày bắt đầu thực hiện ý tưởng thành lập nên hội ca trù ở mảnh đất Phủ Diễn này, thầy đã hơn 80 tuổi, cứ lọc cọc đạp xe tìm đến tận nhà của những nghệ nhân ca trù hiếm hoi như bà Trần Thị Bình, Trần Thị Sơ, Đoàn Thị Áng, Trần Thị Bơ để nghe lại ca trù, để thuyết phục họ một lần quay lại cầm ca. Khi thế hệ các bà, các cụ đi theo tổ tiên, thì cả một nền ca trù nức tiếng năm nào cũng theo đó mất đi, chìm vào quên lãng, khó lòng tìm lại được. Bởi cảm cái đức, cái tâm tha thiết, muốn gìn giữ môn nghệ thuật đặc biệt của dân tộc, một tài sản quý giá cha ông để lại, và tấm lòng của một ông giáo giả đã khuất. Người làm thơ Cao Xuân Thưởng, cùng nhiều nghệ nhân đã từ lâu đánh rơi tiếng phách, tiếng đàn, bỏ quên giọng hát, điệu ca, bắt đầu nhớ lại, lục tìm trong ký ức một thời và dần làm sống lại điệu ca trù đầy chất dân dã mà cũng không hề kém phần sang trọng này. Ca trù có từ rất là lâu đời nhưng nó bị thất thoát từ cái ngày bắt đầu, tức là cách mạng tháng 8 về đây ấy, người ta do cái quan niệm cũng như do cái thời cuộc mà nó thất thoát đi. Thì rất may là cái năm 2002 là thầy giáo Nguyễn Nghĩa Nguyên là cái người yêu mến cái bộ môn này và am hiểu từ thời trước. Cho nên là thầy đã tổ chức lại và phục hồi được một cái câu lạc bộ ca trù của Diễn Châu, sau đó là tổ chức ra các câu lạc bộ của cấp xã. Nhưng mà cách đây 4 năm thì thầy mất. Thầy mất thì là cũng may là bên tức là sau thầy, cái lớp sau thầy còn có nhiều người người ta yêu mến để làm cho các câu lạc bộ nó tiếp tục là duy trì hoạt động. Trong không gian của một làng quê đầy thơ mộng, Cao Xuân Thưởng bén duyên với thơ trước khi kết với ca trù. Không gian của làng ông, điệu ca trù lúc ẩn lúc hiện, khi xa mà lúc lại thật gần, vừa hiện diện đó mà thoát lại như biến mất. Ông muốn ca trù trở thành nét văn hóa vững bền, vậy là quyết nắm chặt và tìm hiểu môn nghệ thuật này. Ông thành người tổ chức, nhìn nhận về ca trù từ lúc nào không hay. Cao Xuân Thưởng trở thành một người thầy nghiên cứu ca trù, một kép đờn, một người anh truyền nhiệt huyết yêu và giữ gìn ca trù cho nhiều thế hệ trên chính quê hương của ông. Từ thời thầy Nguyễn Nghĩa Nguyên còn sống, đã có nhiều câu lạc bộ ca trù tại các xã. Và sau này, khi thầy mất đi, thì những câu lạc bộ này vẫn không hề mai một, mà dường như ngày càng thêm lớn mạnh. Những câu lạc bộ hoạt động mạnh có thể liệt kê như xã Diễn Hoa, Diễn Liên, Diễn Yên. Và cùng đó, nhiều gia đình đã lôi cuốn được nhiều thế hệ trong cùng một gia đình mình đam mê với ca trù, như gia đình ông Súy, là kép đờn, chị Mai, con gái ông là ca nương, và cả cháu ông cũng rất mê môn nghệ thuật này. Rồi gia đình chị Hạnh ở Diễn Yên, chị và chồng, một là ca nương, một là kép đờn, đã cùng nhau tìm hiểu, yêu và theo ca trù. Ngoài những lúc bươn chải với kế sinh nhai, thì vợ chồng chị lại cùng nhau ôn lại tiếng ca, tiếng đàn cùng với những cụ bà am tường về ca trù trên làng quê của anh chị.
Chị Hạnh đã từng đạt huy chương vàng liên hoan ca trù toàn quốc, tham gia nhiều hội diễn và là một ca nương được nhiều người biết đến với giọng hát ngọt ngào. Người theo ca trù say mê với ca trù lâu năm hơn cả, phải kể đến đó là gia đình chị Kim Phùng và anh Tài Khoản. Hơn 10 năm bén duyên và theo nghiệp, anh chị chưa bao giờ có ý định từ bỏ nó, bởi ca trù đã trở thành lẽ sống của anh chị. Anh chị may mắn sinh ra ở miền quê vốn được xưng danh đại hàng kẻ lứ, nghĩa là nơi mà ca trù được xếp vào thứ bậc cao nhất. Được nghe, được tiếp xúc với những cụ ông, cụ bà vốn là ca nương, đơn ca có tiếng, giọng hát, nhịp phách, tiếng đàn dần ngấm vào tâm can, để anh chị cũng như nhiều người khác dần yêu, rồi say mê ca trù như thể họ sinh ra để theo đàn hát vậy. Khi tôi làm dâu về năm 1978, mà tôi thấy bà cố hát ca trù, mà tôi nghe ca trù tôi cứ nghe hự hự, không thích tí mô hết. Tôi nghe cố hát là tôi cứ kiếm đường tôi đi. Bắt đầu từ là bắt đầu nghe được những cái làn điệu, cảm thấy trữ tình, thế rồi những cái lời cố hay. Từ đó đi là tôi đam mê, thì đi đâu tôi cũng hát ca trù. Cả gia đình chị Phùng, gồm vợ chồng, con dâu, con trai đều theo nghiệp đàn hát. Mấy năm gần đây, con trai chị vì kế sinh nhai nên phải đi làm ăn xa, tạm gửi lại nghiệp đàn cho vợ con, cha mẹ. Anh Khoản, chị Phùng vẫn cùng câu lạc bộ ca trù Diễn Châu có mặt ở nhiều nơi trong huyện, trong tỉnh và các dịp hội diễn để đem đến cho cuộc đời này tiếng đàn ca như là một món ăn dành tặng cho những người biết thưởng thức. Con ta dù hơi
với trên 30 điệu hát, song ca trù vốn không như những thể loại nhạc dân ca khác. Đây là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, vừa mang tính dân gian nhưng lại rất uyên bác. Cái không gian của ca trù không rộng rãi, quần chúng như ví dặm, như quan họ, mà mang tính chất thính phòng. Nó phải có phòng hát, có đảo nương với tiếng phách, có đàn, có trống, có lời ca. Kén người hát, kén cả người nghe, hát rất tài hoa mà nghe cũng phải rất tài tình. Ca nương, đờn ca, nhịp trống, nhịp phách phải luôn luôn ăn ý mới tạo thành một tiết mục hoàn hảo được. Cái riêng, chung giữa các vùng miền không tách bạch rõ ràng, nhưng nó vẫn có những bản sắc vùng miền mà mỗi nơi có thể tự biến tấu một chút, tùy để phù hợp với văn hóa địa phương cũng như cái tâm huyết của những người theo nghiệp chịu khó tìm tòi để đưa ra những cái khác lạ, cái mới trên nền của cái cũ. Chỉ với lắc sinh múa đại thạch, nữ hóa nam, múa quỳnh tương, ca trù Nghệ An đã không thể bị lẫn với ca trù vùng miền khác. Người ta thì bảo là gốc của ca trù là nó xuất phát từ ở Nghi Xuân này, có người thì nói ở Lỗ Khê này, có người thì nói từ thời Lý này, có người thì lại nói là nó mới từ cái thời Chúa Trịnh. Thế nhưng mà tôi có một cái nhận định chung á, là nó lớn lên và nó nảy ra từ rất lâu, nhưng mỗi nơi nó có một cái sự bù đắp, nó bù vào cái đó mà nó lớn lên theo một kiểu. Ca trù xứ Nghệ nói riêng có một những cái nét nó riêng. Chúng tôi có đủ các cái thứ như ngoài Bắc, nhưng có những cái riêng mà ngoài Bắc bây giờ muốn học lắm. Ví dụ như là lắc sinh và múa dồn đại thạch thì ở ngoài Bắc không có. Có thấy ghi trong sách nhưng không có lắc sinh. Có thấy bài nhưng họ không biết múa thế nào. Câu lạc bộ Hà Nội này, câu lạc bộ Thăng Long này rất muốn là cử người vào đây để mà học, tức là chúng tôi truyền cho cái này. Nhưng mà tôi đã đi giao lưu ba nơi, tức là Cổ Đàm và hai lần ở Hà Nội, thì thấy ca trù mỗi vùng mỗi miền nó khác nhau, thì ca tỉnh khác, rồi Nghệ An khác, rồi Thanh Hóa, rồi ngoài kia khác, thì biết đó là tùy theo cái bản sắc văn hóa của từng vùng miền vùng quê, chứ không có thể nhất theo như một. Đến nay có thể nói phong trào đàn hát ca trù ở Diễn Châu ngày càng được nhân rộng và phát triển vững vàng. Ca trù đang trở thành nét văn hóa đặc sắc của Diễn Châu nói riêng và xứ Nghệ nói chung. Song hành với dân ca ví dặm, thì khi nhắc đến âm nhạc xứ Nghệ, sẽ không thể không nhắc đến ca trù. Và những người yêu mến, đeo đuổi, theo nghiệp đàn ca, họ chắc chắn sẽ ngày càng thêm yêu và đều có chung mong muốn được nhân rộng ca trù đến với mọi người dân xứ Nghệ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca xứ Nghệ kỳ này chúng ta vừa được theo dõi tiếng hát, tiếng đàn của những ca nương, đờn ca trên quê hương Diễn Châu, nơi mà ca trù đang được phát triển mạnh nhất xứ Nghệ. Đến đây xin được nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.